Kính chào mọi người, kính chào các thầy cô giáo và mến chào các em học sinh. Đây là cái video giới thiệu về kênh Thầy Thọ Sư 2. Thì thầy Thọ là một giáo viên cấp 2 dạy môn vật lý và tin học đã được 18 năm rồi. Mến chào các em học sinh, trong kênh này thì các em sẽ được học miễn phí về cái môn vật lý nè, môn khoa học tự nhiên và môn tin học thông qua các cái video. Điều đặc biệt ở các video là gì? Là ở phần mô tả của mỗi video thì đều có các cái bài trắc nghiệm để chúng ta kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của mình, được thiết kế trên Google Form, cho nên các em làm và biết luôn điểm của mình. Và thì nếu như điểm cao thì các em đã nắm vững kiến thức, còn nếu điểm thấp thì các em có thể xem lại video và làm lại nhiều lần để có thể đạt điểm cao. Bên dưới video, phần mô tả còn có cái phần giúp chúng ta hiểu sâu và chúng ta mở rộng kiến thức để các em thêm hiểu biết và bài học về cuộc sống. Đôi khi trên lớp thì cô không có thời gian để dạy các em. Rồi, và xin kính chào các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo sẽ tìm thấy được những video hướng dẫn về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Những cái hướng dẫn đơn giản, trực quan, dễ hiểu giúp thầy cô sử dụng máy vi tính tốt hơn, đặc biệt là phục vụ cho công việc giảng dạy của mình. Và đối tượng thứ ba hướng tới đó là quý vị Phật tử. Và xin mến chào quý vị Phật tử đang học Phật. Kênh này sẽ còn có các video chia sẻ kinh nghiệm học Phật của Thọ. Những video này giúp chúng ta ví dụ như là học thuộc thần chú nè, những video cỡ chuyện về nhân quả, video mà cỡ chuyện về nhân quả này, rồi giúp cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc và cái thân tâm an lạc hơn. Vậy thì mọi người mà quan tâm đến các cái nội dung trong kênh này thì mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo về các video mới nhất nha. Và chúc các em học sinh học ngày càng tiến bộ, học ngày càng giỏi lên. Chúc các thầy cô giáo được nhiều học sinh, nhiều học sinh mến yêu. Và chúc quý vị Phật tử thân tâm thường lạc. Và chúc tất cả mọi người luôn luôn khỏe mạnh và có một cuộc sống hạnh phúc. Và xin chào tạm biệt mọi người ha.